Yo, hello anh em, hello. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây. Đây là cái phần 2 trong sự kiện bóng hình cổ xưa ha. Có tên là thu thập số liệu. Khi vào game thì nó chưa hiện ra những cái phần để cho mình đi thu thập. À, anh em chỉ cần phải nói chuyện với NPC. Sau đó thì nó sẽ hiện ra cái menu như phần 1 đấy. Theo mình thấy thì cái phần 2 này nó cũng không khó hơn phần 1, nhưng mà nó có nhiều cái đoạn khá là quái oăm. Và mình nghĩ là vẫn có nhiều anh em theo kiểu mình nghĩ là suy nghĩ mọi chuyện nó quá phức tạp, cho nên là vẫn chưa biết cách làm sao đấy để kích hoạt cái trụ nôi này một cách liên tục ha. Thì trong video này mình sẽ chỉ anh em nha. Cái này là dành cho anh em nào cần thôi, ok. Sau khi nói chuyện với NPC xong thì nó sẽ mở ra những cái địa điểm cho chúng ta đi khám phá ha, thu thập số liệu. Ở đây là có 4 địa điểm, anh em đi cái nào trước cũng được. Ở đây mình sẽ nói một vài cái chú ý. Mấy cái địa điểm khiêu chiến này nó chính là mấy cái trụ mà mấy hôm trước anh em trong cái kỳ đầu tiên anh em gọi ra mà lúc đấy chưa sử dụng được ấy. Mình nghĩ là cái đoạn chú ý mình đang nói tới đây thì nó phù hợp hơn với cái đoạn khiêu chiến ở một cái khu vực khác, cho nên mình sẽ skip khu vực này nha anh em. Nó giống nhau cả thôi. Nó trùng khớp với những gì mình đang nói trong video mà. Trong cái khiêu chiến này thì theo mình sử dụng một nhân vật cầm cung hệ lôi để có thể ngắm bắn là hay nhất. Sau đó thì có nhân vật dạng con quái lớn như kiểu Venti sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, tránh cho việc cái trụ của bạn bị phá hoại à. Và cái điều quan trọng nhất đó là luôn để ý phải nạp cho ba cái trụ này nó đều nhau thì kết quả cuối cùng nó sẽ nhanh hơn, ba cái trụ nó sẽ nạp thời gian đều hơn và sẽ kết thúc cái khiêu chiến nhanh hơn, bạn sẽ không phải mất thời gian đánh nhau với mấy con quái lẻ này. Khi mà bạn bắn một cái nguyên tố lôi vào trong cái trụ ấy thì cái vòng nạp của cái trụ nó sẽ được nạp lại, và cái vòng đấy nó sẽ xoay đếm ngược, nó sẽ xoay ngược lại, khi nào nó hết thì nó sẽ không nạp nữa. Cho nên việc của mình là phải liên tục bắn vào những cái trụ lôi này một cách lần lượt, và khi mà anh em bắn ba cái trụ lôi này đều nhau ấy thì kết quả cuối cùng nó sẽ rất là mỹ mãn, nó sẽ kết thúc cùng với nhau, và khi đó nếu có quái xuất hiện ra thì nó sẽ biến mất thôi, chứ anh em không cần phải đánh nữa. Đó là cái điểm quan trọng nhất ha, mình cần phải nạp đều, nạp liên tục. Trong trường anh em không có những con cầm cung bắn trọng kích ấy, thì anh em cần phải chạy qua chạy lại, nó sẽ rất là mệt nha, nhưng mà vẫn làm được. Nó chỉ là cái yếu tố then chốt của cái sự kiện này thôi, còn lại thì nó không có gì phức tạp đâu. Anh em nên chọn cái đội hình đam to và AOE để thịt mấy con quái lẻ. Có một chú ý đó là theo mình thì anh em nên đứng ở một vị trí mà anh em có thể quan sát được cả ba cái trụ lôi, xem trụ nào nó bị tấn công thì mình còn nhanh chóng tiếp ứng và đứng ở vị trí thích hợp để có thể ngắm bắn cả ba cái trụ lôi liên tục. Trong trường hợp mà anh em đép hỏng trụ ấy thì chắc là phải chơi lại. Khi mà làm xong cả 4 địa điểm này thì nó sẽ mở ra hai địa điểm ẩn nữa ở bên núi tuyết với cả một chỗ nữa ở bên cô bân cát, thì mình không biết là anh em có giống địa điểm như thế không ha. Ok, đây là khi mà cái gai persona ấy, nó đếm ngược xong rồi thì nó kết thúc cùng với nhau rất là ổn ha. Ok, chúc mọi người thành công nha. Về cơ bản thì sự kiện nó chỉ có thế thôi anh em ha. Đây là hai cái địa điểm ẩn này. Khi mà tới hai cái địa điểm ẩn đấy ấy, thì nó không cho anh em nguyên thạch đâu, mà nó chỉ cho anh em thêm một số cái nguyên liệu phụ khác thôi. Anh em thích thì cứ làm, theo mình thì làm hết cũng được, cũng vui mà. Khi đến thì anh em phải sử dụng cái máy dò để dò ra cái trụ, nó chỉ có một cái trụ thôi, không có rương ẩn, cũng không có cái gì khác ở đây đâu. Và quá trình lặp cũng lặp lại như thế thôi. Video hướng dẫn sự kiện đây là kết thúc rồi. Nếu anh em có câu hỏi gì thì hãy để lại bình luận nha. Chúc cả nhà thành công và gặp may mắn khi sử dụng số nguyên thạch này. Bye bye. Nhớ đăng ký theo dõi mình để cập nhật những tin tức mới nhất nha anh em. Bye bye.